Ê, con em đủ tháng tuổi gửi nhà trẻ rồi, em xin đi học cái đó. Dạ, đi học nghề làm neo gì đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác của anh chị thì cũng như là clip trước đó, vì Bùi Hồ nói qua một lần đó, thì quay để cho cô bác của anh chị hiểu rõ về cái nội dung làm của hai anh em luôn. Hôm nay qua em Trang á, cái thứ nhất là để giải thích cho cô bác của anh chị rõ, và cũng như là mong cô bác của anh chị đừng có bình luận những cái bình luận gọi là tiêu cực để mà ảnh hưởng đến đến em Trang ha. Thì hôm nay như nè Trang, khi mà đăng cái đoạn clip em lên đó, rất là nhiều cô bác của anh chị mạnh thường quân muốn hỗ trợ em, thì như là đòi cho bếp ga, coi cái clip cũ của em á, đòi cho bếp ga nhưng mà bếp ga đã có rồi đó. Thì một vài cô chú anh chị lại muốn cho quần áo em, thì có muốn nhận không, thì nữa anh sẽ để cái địa chỉ của anh Nguyễn lên để có thể liên hệ với anh Nguyễn ha. À, cho quần áo cho bé Minh Anh đó anh Nguyễn. Cái thứ hai á là mua, hiện nay cái tài khoản của Trang còn nhiều không anh Nguyễn? Vừa rồi đó mình nộp vô là 35 triệu. 35 triệu. Hiện nay tài khoản 35 triệu. Thì thôi bây giờ chắc có lẽ là em nghĩ là Mạnh Thường Quân khi mà đã cho tặng mình rồi á thì mình cũng có quyền sử dụng cái số tiền đó. Nhưng mà sử dụng rất là đúng mục đích thì Mạnh Thường Quân chắc cũng có lẽ là rất là vui lòng. Thì thôi mình sẽ dọn một cái chiếc xe nào đó cũ cũ cũng được, khoảng 3 triệu rưỡi đến 5 triệu gì đó ha, mua cho em Trang để có một cái chân đi tới đi lui, chứ hai mẹ con ngậm tới ấm lui thấy cũng khá là mệt mỏi được không, hay là muốn xe 1 triệu xe xe xin hơi giờ hả? họ bỏ qua đi vậy không khoan không mua xe Ủa sao vậy, khoan không mua xe sao khoan? tiện chờ để dặn nuôi con em muốn xe Rồi mai mốt ví dụ muốn đi rồi sao? từ từ. Ủa sao buồn hay gì mà không mua xe nữa? Em có tại em Sao nhát tiền hay sao? Nhát tiền hay gì? Dạ. Vậy vậy cho em muốn xe nhiêu nói đi. Giờ em phải mua xe khỏi xe. Ôi kỳ vậy, mới hỏi mua xe giờ không mua xe, là ngán tiền mua xe hay là xe đó không cần thiết để mà mua, hay là sợ mua xong hết tiền mua sữa cho bé Minh Anh? Dạ đúng rồi, à. để dành tiền để mua sữa đó. Sao mày em tiền đó em để dành cho nó, em không có rút ra nữa. Dạ. À, cũng tiết kiệm thôi. Nói chung là hỏi thì cũng ngại ngại, bây giờ không biết sao. Thôi bây giờ gì đi thì mua đi, mai mốt mình đi làm cái mình gửi vô. Bây giờ như thế này nè cô bác với anh chị, cũng có nhiều người ở clip trước thì Bùi Hồ có xem được cái clip của anh Nguyễn á, là anh Nguyễn là dự định là cho em Trang mua xe rồi sau này hai mẹ con em đi bán vé số luôn, gửi bé Minh Anh em đi bán vé số luôn hả? Dạ. Dự định là bán nhiêu tờ? Dạ bán trước bán lấy trước 100 tờ đi, nếu mà bán được thì em lấy thêm. Rồi biết giành đường chứ mà bán vé số. Đi đại bán đại. Nên lỡ hôm sao? Không, tại em bán cái số rồi. Hay là người ta thấy em xinh gái quá người ta dụ hay sao? Không, chẳng có. Hả? Dạ vậy ôi mà đường đông đông đúc gì người ta đâu có gì dễ gì người ta không dám đâu. Ai biết đâu kẻ xấu này luôn, cũng người tốt thì rất nhiều nhưng mà kẻ xấu gọi là luôn rình rập khắp nơi mà. Đúng anh Nguyễn? À, gì nè, có một Mạnh Thường Quân nói rằng á là thôi em đi học cái lớp gội đầu làm nail, rồi sau đó có cái nghề đó em sẽ là người ta sẽ miễn phí cho em, rồi có cái nghề đó em làm cho người ta luôn, người ta sẽ gửi tiền công lại cho em nuôi bé. Con gái thì đi bán vé số đấy cũng tuổi cũng khá trẻ mà đi bán vé số thì thấy cũng nắng, thấy nó cực khổ, thì ý em như thế nào? Chứ em lấy số trước đi rồi, tại vì học nghề á là mình còn phải học, tôi đợi tới 6 tháng mà học trong đó 6 tháng mới nghe anh Nguyễn mới học rồi tới 6 tháng không À. Ừ. học tới 6 tháng mới biết, mà trong khi đó học không có tiền nữa rồi sợ không Người có ta miễn phí tiền mình mà. em cũng biết nữa. Không, người ta ví dụ người ta học là miễn phí cho em chịu không? Chịu nhưng mà thấy Nhưng mà cái nghề đó em có thích không á? dạ thích.
gọi đầu nữ với lại mà làm nail á. À. Em làm gì cũng được, thì miễn sao làm có tiền nuôi con được rồi. Không thấy người ta đem em qua Mỹ hay là qua Canada gì, em qua bên đó em làm nail chịu không? Hả? Rồi, em không có chịu. Sao không chịu? Em có mới nói là làm gì có tiền nuôi con được rồi, để hai mẹ con qua bển. Trừ ra nước ngoài. Sao? Giờ em sợ. Ám ảnh là sao vậy? Dạ. Ám ảnh hả? Dạ. Thì từ từ mình quen ở môi trường bên đó cũng tốt mà. Bây giờ ở Việt Nam có gì ăn mấy. Không có ham đi bển. Nhưng mà em qua đó em làm để mưu sinh mà. Em anh à, sao bây giờ anh chịu không đặng anh biết anh trả lời với lại cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân nè. Không, ở Việt Nam, ở Việt Nam. Dạ. Ở Việt Nam. Dạ em làm cũng được. Dạ, nhưng mà trong đó làm 6 tháng nhưng mà cái người nó miễn phí cho mình không anh? Ừ. Dạ nhưng mà 6 tháng nữa là phải. Nhưng anh Trang đến giờ đó, nó đắn đo. Con còn quá nhỏ, 3 tháng mấy tuổi. Và nếu học nghề thì không ai nhận giữ. Nhưng mà 6 tháng á, đợi cho bé Minh Anh thì 6 tháng mới đi học. Có nghĩa là học 6 tháng còn có cần có tiền cho nó sửa này kia nữa. Có nghĩa là bây giờ như thế này, em 6 tháng thì nhà trẻ ở trường sẽ giữ. Dạ. Thì em sẽ gửi bé vô nhà trẻ ha. Rồi sau đó thì em sẽ đi học nghề. Dạ. Đó. Thì em sẽ đi học nghề rồi em sẽ sau đó em ra nghề đó em sẽ làm trong đó luôn. Được môi trường làm trong mát. Anh thấy phụ nữ làm đó là hợp lý nhất rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là em thì phải làm ở dưới An Giang này để cho nó không có tốn tiền trọ gần con em học chứ không có lên Sài Gòn được. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Rồi thôi bây giờ nói với cô bác của anh chị nói đi. Em có nói là nào đó học nghề thì học như thế nào đó. Sao đó, đâu, bây giờ em nói tâm tư nguyện vọng em thời gian sắp tới em làm gì để em chia sẻ hết đi. Dạ vậy cũng ý kiến của anh Nguyễn rồi em cũng xin nhận ý kiến của anh rồi. Để con em đủ tháng tuổi gửi nhà trẻ rồi em xin đi học cái đó. Dạ, đi học nghề làm nail gì đó. Làm móng tay, làm móng tay, móng chân á. Dạ. À, anh Nguyễn thấy sao? Quá tốt rồi. Ấy chà, ấy chà, ấy chà, chà, chấm hỏi, chấm hỏi. Cực lắm. Không lẽ anh đi bán hoài, đúng không? Bé còn quá nhỏ. Thật ra người ta nói có một cái nghề, có một cái nghề sống thì nó vẫn hơn, đúng không anh? Chứ mình buôn bán buôn sinh đi đầu đường số chợ hoài thì thấy nó cũng... Ấy chấm hỏi. Cái như lại tuổi của Trang á là còn sức lao động. Thì bán vé số là đa số để cho những cái cô chú ông bà những cái lớn tuổi hết sức lao động á mà không có làm những cái công việc nặng á thì người ta thương người ta mua nhiều hơn. Thì cái tuổi của Trang này còn trẻ mà bán thì người ta sẽ ít mua là cái thứ nhất nè. Thứ hai mà vô những cái quán nhậu á gặp Trang này người ta sẽ bảo đảm người ta chọc luôn à, thậm chí là vậy á, người ta sẽ chọc ghẹo này kia rất là khó luôn mà đi đường xa không có gành đường nữa hả. À, bây giờ mua chiếc xe 10 triệu. Vậy? Anh ngồi cái chọc thằng hoài. Rồi học học nail với làm móng nếu như mà học ở An Giang thì khoảng 15 triệu nữa. Là 25 triệu hết luôn à. Rồi sau đó ra nghề là đến thời điểm đó là sẽ hết 10 triệu để cho gỡ bé Minh Anh. Cười gọi. Hả? Là sao? Hả? Dạ, cũng tính hay. Tính hay chịu không? Không. Ủa tính hay mà không chịu? Sao? Lát nữa anh với anh Nguyễn đi mua xe 10 triệu ngoài kia đó. Hả hôm nay? Nói gì chắc cũng tiết kiệm chọc cho cô bác anh chị vui vậy á. Thì chắc có lẽ là trước sau gì mình cũng phải mua một cái chiếc xe để cho tiện đi đứng cho hai mẹ con. Anh Nguyễn à, anh Nguyễn nữa hướng dẫn Trang. Đó, nói vậy chứ mua xe khoảng chừng 3 triệu trở lại được không? Dạ được. Ừ, mua xe gắn máy 3 triệu trở lại. Đó, em ở dưới quê em thấy người ta bán xe mà xe loại xe cũ mà xe có 1 triệu mà có 1 triệu 8, 1 triệu 9 gì đó, 2 triệu, 2 triệu mấy. Cái không? Đó là hồi đó rồi. Dạ. Còn bây giờ nó khác rồi. Hồi đó nó xăng, xăng nó có lúc mà em nói hồi đó thì xăng nó khoảng 15 ngàn lít. Dạ. Bây giờ xăng nó mấy 30 ngàn rồi.
tính là tưởng ghé mua chiếc đựng đi đi chợ cho nó tiện lợi này kia chứ. Mà mắc quá thôi em không mua. Giờ họ biết luôn á. Nó thấy em đen hơn nó. Đứng lên ngay. Nó thấy không? Thấy biết luôn á. Đứng đâu em là bao công không á. anh Nguyễn quay gần gần lại đây nè, nhìn cho cô bác của anh chị nhìn luôn. Thì sao thấy 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 chú hồ đen quá hả? Ờ gật đầu chơi. Dạ. hồi sáng giờ thì bé uống sữa mấy lần người ta? Dạ sáng nó ít uống lắm nha, cái sáng chiều nó mới uống nhiều. Chào ông bà đi con. Chào ông bà đi nè. Rồi rồi sáng nay là ăn mì. Dạ. Ăn hai gói mì rồi trưa nay ăn cơm với khô. Dạ. Ủa sao mua gạo vậy ăn? Dạ trong tủ lạnh có gạo. Ừ. Dạ. À vui rồi, vui rồi. Ủa mới mua thêm hộp sữa nữa vậy? Ừ, mới mua. Cái này uống nhiều rồi, 6 ngày. 6 ngày. Sữa. Anh đi mua. 328 ngàn một. Lắc. Nhìn dễ thương cơ ha. Nhìn bà kìa. Minh Anh ơi, nhìn lên nè, nhìn ông bà nè. Minh Anh. Minh Anh ơi. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Ê, coi còn cái sữa hay vậy. Nhìn dễ thương ha. Người ta nói em bé đang ngủ là đang lớn á. Bé này chắc mau biết đi hết không? Chân khỏe. Thường là hay lặt cha. Dạ không, đêm nửa đêm ngủ lặt hoài à. Bữa nào cũng lặt hết, nửa đêm nó lặt lặt ngang ngủ nó gặn è. Có khi nào quậy ban đêm mắt ngủ chưa? Dạ không. Cái gì cũng dễ, nó quậy là cho nó uống sữa, quậy sữa cho nó uống là nó nín là nó ngủ tiếp à. Có khi mình làm công việc như bé nó hay khóc hay la gì đó, dỗ dành thế nào? Dạ, bỏng lên. Bỏng lên. Đi vòng vòng. Vòng vòng, ra ngoài. Dạ. Rồi nín à. Nhưng mà cái môi trường sống ở đây em quen chưa? Dạ quen. Dạ, cũng vật sống. Giá ở đây nó có cao không? Dạ cũng rẻ, không có mắc. Ở Long Xuyên này có cái hay á là muốn ăn rẻ này cho những lao động á. Dạ. Công nhân rồi đó thì giá rẻ vẫn có, còn có chỗ ăn giá cao nó vẫn có. Nó cũng khá là dễ sống hơn so với những cái đô thị khác. Có nghĩa là một phần cơm hôm trước mà Bùi Hồ ăn cơm ở đây thì nó chỉ có 23 ngàn thôi. Dạ. Là một phần cơm phần bao no luôn. Nó chỉ có 23 ngàn thôi. Dạ. Ờ. Đây, cái bán đồ gì bán có nghĩa là không? Em vô những cái quán sang trọng thì giá nó vẫn có giá cao nha. Dạ. Còn mình ăn, mình lao động nghèo á thì như anh á, anh với anh Nguyễn là ăn cơm lúc mà xây nhà cho bé bán khoai á. Dạ. Là chỉ có 23 ngàn à, ăn cơm là nó căng bụng luôn á. Dạ. Mà người ta bán đồ ăn rất là ngon chứ không phải là bán đồ ăn như kiểu là 23 ngàn bán cho có nha, đầy đủ món hết, 9-10 món. Nhưng mà sữa ở đây thì giá nó cũng hợp sữa giá của Bình Dân anh. Dạ, hợp sữa đây giá bằng ở dưới chỗ em. Bằng dưới chỗ em hả? Dạ, ở dưới chỗ em cũng hợp 330. Ủa, em bây giờ là được mấy bộ đồ trang? Dạ, cũng nhiều lắm. Nhiều. Dạ, cũng mấy cô kế bên cũng cho.
À, cho cũng đa số cho chứ qua đây chưa mua bộ nào nào hả? Dạ chưa, toàn là cho. Hả? Dạ cho không ạ. À, ủa cho làm sao mà mặc chưa hả? Dạ. Ừ. Xong mua bộ đồ mới mặc đi. Ôi, có đồ mặc rồi. Ôi, tôi tốn tiền. Mua mặc cho đẹp đẹp, ai cũng nói em đẹp trơn mà. Nhìn cho Trang nhiều khi mặc đẹp lên sợ các anh ở trên mạng cũng đòi hỏi cưới nữa. Anh ơi, giữ em bé mà mình mặc đồ gì cũng được hết. Rất là nhiều bạn bình luận đòi là nuôi em Trang suốt đời, đòi cưới em Trang, đòi đưa em Trang về. Ô, những cái bình luận các kiểu à, nói chung là lên mạng xã hội một cái gì người ta cũng có thể để ý được hết á. Đôi khi thì là mạng xã hội nói lời mà sơ xuất chút xíu thôi người ta cũng có thể bắt bẻ mình được rồi. Thì thành thử là cái bây giờ làm dâu trăm họ mà cô nhìn mặt á. Lớn lên chắc dẻo miệng dữ. Em ngày xưa em có dẻo miệng không? Dạ không. Cô thưa cái bên nè, khổ thương này tối ngày bữa nào cũng bồng hết chứ. À, bồng hung rồi giỡn chọc nó giỡn mà cũng dễ ha. Người lạ không có khóc không? Dạ không. Có hai mẹ con gì cũng vui chứ một mình cũng buồn ha. Ôi trời, qua những cái bình luận gì chắc mai mốt đi đến chỗ em là phải rủ anh Nguyễn đi mới được. Lần trước có lần mà đi mà anh Nguyễn đi đám chưa về. Dạ, lúc đó anh Nguyễn đi đám chưa về thì lúc đó nó quay thì ôi quay cũng khổ ha. Thôi rồi. Này thấy Trang sao? Thấy Trang sao? Này thấy xinh gái hơn. Bé Minh Anh lại lanh lợi hơn, năng động hơn á. Kiểu là tươi suốt à, tươi á. Cái kiểu là sau cơn mưa thì trời lại sáng á mà. Đúng không? Em có nghĩ về vậy không? Dạ. Từ ngày qua đây giờ có mua thịt bò rồi ăn ngày nào không? Dạ không. Bò mắc. Hả? Bò mắc. Nhiêu ký mà? Thấy 100.000 ký. 100, 108 không? Ờ, 100.000 là 200 mấy hay gì á. 200 mấy hả? Không gần. Để mua ăn bữa. Hả? Để dành tiền, để hai cho mấy để dành ăn được mấy ngày trời tiền đồ ăn. Cái thịt bò ăn được có ngày một. Em mua 1 ký em đã dành em ăn. Vậy lại em cũng có ăn thịt bò nữa. À. Dạ. Nhưng mà em thích nhất là ăn món gì? Em muốn dưới quê á. Ăn cá kho này kia, canh chua này kia. Dạ. Dạ. Chứ không thích ăn thịt bò hả? Dạ không. Không thích đây là tại sợ tốn tiền? Nói chung là em không thích. Như là quen vậy ha, cái tổng gì từ nhỏ lớn á. Như là không ăn, ăn sang không quen á. À, ăn sang không quen thì ăn sáng. Sáng mà nghe nói mà em nghe nói là Trang ăn 2 gói mì em giật mình rồi. Nhưng mà ăn mì lâu ngày cũng nóng lắm nha.
Nhưng mà em thường ăn mì buổi sáng hả? Dạ cũng ăn, dạ cũng ăn mì thường. Có mua đồ ăn sáng không? Dạ có mà ít, ít lâu lâu mới ăn lần, lâu như thèm mà mới ăn thôi. Ăn gì thường ăn gì? Dạ. Bánh canh. Bánh canh hả? Dạ. À, ở ngoài trước này ta có bán bánh canh hả? Dạ có. Bao nhiêu một tô? Dạ 16.000. À thèm lắm mới ăn, còn không em ăn mì thôi, nấu cơm ăn sớm. Ủa bánh canh gì ta? Bánh canh cộng bao bự á. À, nhưng mà bánh canh thịt hay bánh canh cá? Bánh canh thịt. Trời, dạ. Mới sáng hơn tô. Dạ. Ờ cũng rẻ ha. À, ngoài này nè, quán cơm, cơm sườn. Cơm sườn rồi bánh canh hủ tiếu 16.000 à. À cũng rẻ mà. Anh Nguyễn, từ ngày mà anh Nguyễn mà gặp Trang mà đến cái thời điểm này đó thì thay đổi nhiều không? Thấy cuộc sống mỗi ngày mỗi khác, mỗi tươi. Hôm trước âu sầu lắm. Tâm trạng nó trong não đè lắm. Nói thôi, khi nói gì chứ chắc ở trong nát. Không có cười, ít cười lắm. Suối ruột ở trong á. Nhìn cái gương mặt lúc đầu á, cảm xúc hai cái video là nhưng mà có khi nào em tự nhìn lại cái video đầu tiên của mình không? Dạ có. Nhìn vừa xấu mà vừa ốm vừa đen nữa. Rồi mình có xem lại từng cái video đó coi mỗi ngày như thế nào sao không? Dạ có. Dạ. Cảm nhận như mình thế nào? Thấy cũng khá, cũng đỡ nhiều. Mình thấy đẹp như thế nào không sao? Thì tự mình, tự mình nhìn không biết. Dạ. Tự nhìn không có cảm nhận được. Dạ đúng rồi. Con trai. Nhưng mà gì đó, thường người ta nói là khi mà một cái đứa bé mà nó chào đời nó bị bất hạnh á thì nó dễ gây cho người ta một cái cảm mến, những cả cho những người hàng xóm hoặc là cho mẹ hay là cho ba đó cảm mến, rồi nó sẽ người ta sẽ thích nó. Dạ. Đó, thường là vậy. Dạ, thằng này nó dễ lắm, khi bỏ nó nằm ơn nó giỡn, nó cười to tét ơn nó vậy đó. Rồi em làm nó, cái lâu lâu em quay qua nhìn nó, cái nó nhìn em cũng cười. Ồ vậy hả? Nhìn ra nhìn thấy cưng lắm. Thằng bé này lên đây ăn thương chứ nha. Dạ hả? Ở sớm ăn thương chứ. Thì đó. Thì cái gì cũng có phải có cái duyên đó. Thì ví dụ như bé mà tối ngày ở phòng trọ mà người ta nói là nói trước mặt bé thì không hay, không nên. Nhưng mà chia sẻ đặt ở trên clip á, đôi khi mà bé mà tối ngày ở phòng trọ mà khóc hoài á thì người ta cũng cảm thấy người ta khó chịu đúng không? Dạ. Ví dụ anh ở trong một cái dãy trọ dài, anh thấy mà đứa bé khóc hoài thì anh cũng cảm thấy anh rất là khó chịu. Nhưng mà được cái là trời thương. Dạ. Bé bên anh thì cũng khá là dễ mà cũng mọi người đây cũng khá thương anh ơi. Cô bên kia chọc á, chọc cái đầu em muốn lưỡng. Cộng tóc nha. À thôi chắc có lẽ là chúng ta hai mẹ con về ha. Thì đây là cái video mà Bùi Ngộ quay lại ông Trang để cập nhật cho cô bác anh chị hiểu thêm về cái cuộc sống của Trang cũng như là định hướng tương lai nè. Rồi để cho cô bác anh chị hiểu về cái tại sao để quay clip về em Trang nhiều như vậy. Thì chắc có lẽ là cũng khá là lâu thì nữa thì Bùi Hồ mới quay trở lại thăm em Trang một lần để cô bác quý anh chị biết cũng như là cập nhật tình hình của hai mẹ con đến cái thời điểm hiện tại đó là như thế nào ha. Mong thì có gì đó trong video, có gì đó sơ xuất thì cô bác quý anh chị bỏ qua cho hai anh em ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào Trang ơi.